Đối thủ của Mazda CX-5, Honda CR-V chốt giá hơn 690 triệu đồng. So với đời cũ, tất cả các phiên bản của Nissan Rogue 2024 đều tăng giá từ 960 đến 1.460 USD, tương đương 22,39 đến 34,04 triệu đồng. Đầu năm 2024, Nissan Rogue 2024 sẽ sớm được bán ra tại thị trường Mỹ để cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan. Nissan Rogue 2024 ở Bắc Mỹ, còn được gọi là X-Trail ở các thị trường khác có ngoại thất được thiết kế lại và nội thất được cập nhật công nghệ với việc tích hợp Google trong hệ thống thông tin giải trí mới. Sự thay đổi lớn nhất của Nissan Rogue 2024 là lưới tản nhiệt lớn hơn với các khe mạ chrome dọc, nối liền với các khe hút gió được thiết kế lại trên cản trước. Đèn pha tách rời không thay đổi nhưng đèn hậu với đồ họa LED sửa đổi. Ngoài ra, Nissan Rogue 2024 được bổ sung thêm các màu ngoại thất Everest White Pearl, Deep Ocean Blue Pearl và Baja Storm. Hơn nữa, phiên bản Platinum hàng đầu còn có các điểm nhấn màu đen bóng ở chắn mùn, ốp sườn, cản dưới và bộ la răng 19 inch mới. Di chuyển vào bên trong cabin, điểm nổi bật là việc bổ sung Google tích hợp trên hệ thống thông tin giải trí mới, tính năng đầu tiên dành cho các mẫu xe của Nissan. Điều này cho phép các ứng dụng bao gồm Google Maps, Google Assistant và Google Play được tích hợp vào màn hình cảm ứng của xe, cùng với tất cả thông tin từ tài khoản Google cá nhân của chủ xe, như địa chỉ, danh bạ, mà không cần ghép nối thiết bị Android của bạn. Tính năng tích hợp của Google là tiêu chuẩn trên các phiên bản SL và Platinum cao cấp cùng với màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12,3 inch lớn hơn và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Những phiên bản này cũng được hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, sạc không dây cho smartphone và 4 cổng USB-C. Đối với các phiên bản S và SV cấp thấp, chúng có màn hình giải trí 8 inch nhỏ hơn với khả năng tương thích Android Auto, Apple CarPlay có dây. Phiên bản Platinum còn có thêm tùy chọn ghế bọc da màu nâu che stun. Về trang bị an toàn, Rogue S cấp thấp được trang bị tiêu chuẩn với bộ Nissan Safety Seal 360. Rogue sinh viên có tính năng hỗ trợ Pro Pilot phức tạp hơn, trong khi các cấp SL và Platinum cao cấp làm phong phú thêm nó bằng NaviLink. Tất cả các phiên bản của Nissan Rogue 2024 đều được trang bị động cơ xăng VC turbo 4 xi lanh dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 305 Nm. Hộp số Stanic CVT kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, tùy phiên bản.